chẳng nên cầu nơi trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, cũng chẳng nên lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà cầu. Vì sao vậy? Này Kiều Thi Ca, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc sự tìm cầu, hoặc sắc, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, tất cả đều chẳng phải tương ưng, chẳng phải không tương ưng, không sắc, không thấy, không đúng, duy nhất một tướng, đó là vô tướng. Vì sao vậy? Vì các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng phải sắc, cũng chẳng lìa sắc, chẳng phải thọ tưởng hành thức, cũng chẳng lìa thọ tưởng hành thức. Như vậy cho đến chẳng phải trí nhất thiết, cũng chẳng lìa trí nhất thiết, chẳng phải trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, cũng chẳng lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Chẳng phải sắc chân như, cũng chẳng lìa sắc chân như, chẳng phải thọ tưởng hành thức chân như, cũng chẳng lìa thọ tưởng hành thức chân như. Như vậy cho đến chẳng phải trí nhất thiết chân như, cũng chẳng lìa trí nhất thiết chân như, chẳng phải trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như, cũng chẳng lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chân như. Chẳng phải sắc pháp tánh, cũng chẳng lìa sắc pháp tánh, chẳng phải thọ tưởng hành thức pháp tánh, cũng chẳng lìa thọ tưởng hành thức pháp tánh. Như vậy cho đến chẳng phải trí nhất thiết pháp tánh, cũng chẳng lìa trí nhất thiết pháp tánh, chẳng phải trí đạo tướng trí nhất thiết tướng pháp tánh, cũng chẳng lìa trí đạo tướng trí nhất thiết tướng pháp tánh. Vì sao vậy? Này Kiều Thi Ca, vì các pháp như vậy đều không sở hữu, chẳng thể đạt được. Vì không sở hữu, chẳng thể đạt được, nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng phải sắc, cũng chẳng lìa sắc, nói rộng cho đến chẳng phải trí nhất thiết tướng, cũng chẳng lìa trí nhất thiết tướng. Chẳng phải sắc chân như, cũng chẳng lìa sắc chân như, nói rộng cho đến chẳng phải trí nhất thiết tướng chân như, cũng chẳng lìa trí nhất thiết tướng chân như. Chẳng phải sắc pháp tánh, cũng chẳng lìa sắc pháp tánh, nói rộng cho đến chẳng phải trí nhất thiết tướng pháp tánh, cũng chẳng lìa trí nhất thiết tướng pháp tánh. Khi ấy trời Đế Thích Thưa Thiện hiện rằng: Bạch Đại Đức, Bát Nhã Ba La Mật Đa của các đại Bồ Tát học là Đại Ba La Mật Đa, là Vô Lượng Ba La Mật Đa, là Vô Biên Ba La Mật Đa. Các vị dự lưu học ở trong đây mà được quả dự lưu, các vị Nhất Lai học ở trong đây mà được quả Nhất Lai, các vị Bất Hoàn học ở trong đây mà được quả Bất Hoàn, các vị A-La-Hán học ở trong đây mà được quả A-La-Hán, các vị Độc Giác học ở trong đây mà được quả Độc Giác Bồ Đề, các vị Đại Bồ Tát học ở trong đây mà thành thục được vô lượng trăm ngàn tỷ ức hữu tình. Tùy theo trình độ của họ mà đặt nơi đạo Tam Thừa, có khả năng làm nghiêm tịnh các cõi Phật, chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện Hiện nói rằng: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Kiều Thi Ca, vì sắc đại nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng đại. Vì thọ tưởng hành thức đại nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng đại. Như vậy cho đến vì trí nhất thiết đại nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng đại. Vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng đại nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng đại. Vì sao vậy? Này Kiều Thi Ca, vì khoảng đầu giữa cuối của sắc cho đến trí nhất thiết tướng đều chẳng thể đạt được nên gọi là đại. Do kia đại nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng gọi là đại. Do nhân duyên này nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy gọi là Đại Ba La Mật Đa. Này Kiều Thi Ca, vì sắc vô lượng nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô lượng. Vì thọ tưởng hành thức vô lượng nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô lượng. Như vậy cho đến vì trí nhất thiết vô lượng nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô lượng. Vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng vô lượng nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô lượng. Vì sao vậy? Này Kiều Thi Ca, vì lượng của sắc cho đến trí nhất thiết tướng đều chẳng thể đạt được. Thí như lượng của hư không chẳng thể đạt được, sắc cũng vậy nên gọi là vô lượng. Này Kiều Thi Ca, hư không vô lượng nên sắc cũng vô lượng,
sắc vô lượng, nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô lượng. Do nhân duyên này, nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa gọi là vô lượng Ba La Mật Đa. Này Kiều Thi Ca, vì sắc vô biên, nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Vì thọ tưởng hành thức vô biên, nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Như vậy cho đến vì trí nhất thiết vô biên, nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô biên, nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Vì sao vậy? Này Kiều Thi Ca, vì bờ mé biên giới của sắc cho đến trí nhất thiết tướng đều chẳng thể đạt được. Thí như bờ mé biên giới của hư không chẳng thể đạt được, sắc cũng vậy, nên nói là vô biên. Này Kiều Thi Ca, vì hư không vô biên nên sắc cũng vô biên, sắc vô biên nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, vì sở duyên vô biên nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Trời Đế Thích hỏi: vì sao sở duyên vô biên mà các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên? Thiện Hiện đáp: vì trí nhất thiết trí duyên vô biên, nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, vì pháp giới duyên vô biên, nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Trời Đế Thích hỏi: vì sao pháp giới duyên vô biên mà các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên? Thiện Hiện đáp: vì pháp giới vô biên nên sở duyên cũng vô biên, vì sở duyên vô biên nên pháp giới cũng vô biên. Vì pháp giới duyên vô biên nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, vì chân như duyên vô biên nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Trời Đế Thích hỏi: vì sao chân như duyên vô biên mà các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên? Thiện Hiện đáp: vì chân như vô biên nên sở duyên cũng vô biên, vì sở duyên vô biên nên chân như cũng vô biên, vì chân như duyên vô biên nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, vì hữu tình vô biên nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Trời Đế Thích hỏi: vì sao hữu tình vô biên mà các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên? Thiện Hiện hỏi lại: ý ông nghĩ sao nói hữu tình ấy là pháp tăng ngữ gì? Trời Đế Thích đáp: nói hữu tình ấy là chẳng phải là pháp tăng ngữ, cũng chẳng phải chẳng là pháp tăng ngữ, chỉ là giả lập để thu nhiếp khách danh, thu nhiếp vô sự danh, thu nhiếp vô duyên danh. Thiện Hiện lại hỏi: ý ông nghĩ sao trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây cũng thật có hiền bài hữu tình chăng? Trời Đế Thích đáp: không, thưa Đại Đức. Thiện Hiện nói: trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây đã không thật có hiền bài hữu tình nên gọi là vô biên, vì biên giới trong ấy chẳng thể đạt được. Này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao nếu các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác trải qua vô lượng vô số kiếp trụ nói danh tự của các hữu tình thì trong ấy có hữu tình nào sanh diệt chăng? Trời Đế Thích đáp: không, thưa Đại Đức. Vì sao vậy? Vì các hữu tình tánh vốn thanh tịnh, bổn lai vô sở hữu. Thiện Hiện nói rằng: do đây tôi nói hữu tình vô biên nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô biên. Này Kiều Thi Ca, do nhân duyên này nên các đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy gọi là vô biên.